không phải được trồng trong những chậu cây thông thường. Đây là những cây quất cảnh tí hon ẩn mình trong chai thủy tinh lạ mắt. Người tạo ra những cây quất được nhiều khách hàng tìm mua trong dịp Tết này là anh Phan Minh Quang ở Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Anh cho biết đã tiến hành nghiên cứu học hỏi trồng cây quất trong chai từ hơn 10 năm trước. Còn các cây quất trong chai này thì nó đặc biệt hơn một chút là cái chai nó nhỏ quá, diện tích đất nó ít thì mình phải cần nhiều thời gian hơn, thì cắt bỏ những cái lá thừa rồi răm thừa, cành sâu bệnh, quả bị thối. Ngày tưới cây to chỉ một lần thôi nhưng cây bé là có thể tưới hai lần. Và cái kỹ thuật nó tưới nó tỉ mỉ hơn một chút. Theo dân trồng quất người ta gọi là gò quất, để tạo dáng lại cho cây nó chuẩn theo ý mình. Quất này nó ưa ánh sáng, là hàng ngày mỗi ngày phải cho ra dạng như tắm nắng 2 tiếng. Mình quan tâm đến cái cây quất ở trong chai vì là thấy thứ nhất là cây quất này để mà ra được đủ tứ quý thì chúng ta phải mất rất nhiều công sức và rất nhiều kỹ thuật cao để có thể là để đảm bảo là cây có tứ quý vào đúng dịp Tết. Mình thấy năm nay là vườn của bạn Quang là rất là đẹp. Các cây là tạo hình với cả hình dáng là đẹp, rất là thuận tiện để có thể là từ bây giờ đến Tết là được rồi. Ở vườn quất thì là mình là cả hai luôn. Vì với những cây quất to thì mình để phòng khách, quất bé thì mình có thể ở trên mặt bàn phòng khách hoặc là đặt ở trên mặt bàn làm việc, sẽ tạo rất là vừa gọn gàng mà tạo những điểm nhấn. Cây quất bé mình có thể là để ở gần bàn thờ, ở trên ở gia tiên cũng rất là đẹp và hợp lý. Hàng năm mình đều qua bên vườn quất để mình chọn những cây quất ưng ý. Theo anh Quang, bí quyết để trồng được quất trong chai thủy tinh trước tiên là phải chọn những cây quất đủ nhỏ, có kích thước phần gốc vừa với chiều cao của cổ chai. Về mẫu mã, có hai dáng là hũ rượu sành và chai thủy tinh. Hiện tại, vườn có khoảng 200 cây quất trong chai. Anh Quang cho biết cần trung bình ít nhất 1 năm để tạo nên cây thành phẩm. Thì cây như thế chơi có khi từ Tết năm này đến năm sau khác được. Cây quất đẹp thì thứ nhất là nó có nhiều yếu tố đó, bao gồm quả xanh, quả chín, lá xanh, lọc hoa. Nhưng mà bây giờ thì người ta chọn cái sở thích. Thời điểm này là cũng có những khách lẻ người ta đi mua để đi biếu rồi. Năm nay thấy đi mua sớm hơn các mọi năm. Thuộc vào kỹ thuật của người chơi đó. Nên những đấy gần như bán cho những khách người ta chơi sành rồi, chơi quen rồi. Để hạ giá thành, chủ vườn đã trồng cây quất vào các loại chai phổ thông hơn, có nhiều hình thù và kiểu dáng khác nhau, chỉ từ 300.000 đến 500.000 đồng. Khách hàng đã có thể sở hữu một cây quất xinh xắn, độc lạ trong chai. Với những cây độc đáo và trồng lâu năm, chủ vườn sẽ không bán mà chỉ cho thuê.